Thầy xin chào tất cả các em học sinh. Trong quá trình chứng minh bất đẳng thức, kỹ thuật chọn điểm rơi là một kỹ thuật cơ bản nhưng lại cực kỳ quan trọng. Chọn điểm rơi nghĩa là dự đoán dấu bằng xảy ra khi nào để ta có những đánh giá, từ đó đưa ra phương pháp giải hợp lý. Thầy hy vọng video này sẽ giúp cho các em tự tin hơn trên con đường chinh phục vào ngôi trường mơ ước của mình. Kỹ thuật chọn điểm rơi trong chứng minh bất đẳng thức. Phần 1. Áp dụng bất đẳng thức Cauchy. Để giải quyết tốt được cái bài toán chứng minh bất đẳng thức thì các em cần phải nhớ cho thầy ba cái vũ khí sau. Vũ khí số 1 đó là bất đẳng thức Cauchy cho hai số không âm. Với A lớn bằng 0, B lớn bằng 0 thì ta có là A cộng B lớn hơn hoặc bằng 2 căn AB. Ở đây dấu bằng xảy ra khi vị trí khi A bằng B. Vũ khí thứ hai đó là bất đẳng thức Cauchy cho ba số không âm. Với A lớn bằng 0, B lớn bằng 0, C lớn bằng 0, ta có là A cộng B cộng C lớn hơn hoặc bằng 3 lần căn bậc 3 của A nhân B nhân C. Ở đây dấu bằng xảy ra khi vị trí khi là A bằng B bằng C. Cái vũ khí thứ ba là bất đẳng thức Cauchy cho n số không âm. Thì với A1, A2, A3, 3 chấm AN là các số thực không âm thì ta có cái bất đẳng thức sau. Đó là A1 cộng A2 cộng A3 cộng 3 chấm cộng AN lớn hơn hoặc bằng n nhân với căn bậc n của A1 nhân A2 nhân A3 nhân 3 chấm AN. Ở đây dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi là A1 bằng A2 bằng A3 bằng 3 chấm bằng AN. Thì đây là ba cái vũ khí để chúng ta cần phải sử dụng khi gặp các bài toán chứng minh bất đẳng thức mà áp dụng bất đẳng thức Cauchy. Thì thông thường là chúng ta sử dụng hai cái vũ khí đầu tiên này, còn cái vũ khí thứ ba này là cái trường hợp tổng quát thì ít khi chúng ta sử dụng tới nó. Thế ngoài ba cái vũ khí này thì các bạn cần nhớ thêm cho thầy ba cái quy tắc sau. Những quy tắc chung trong chứng minh bất đẳng thức sử dụng bất đẳng thức Cauchy. Quy tắc thứ nhất đó là quy tắc đối xứng. Thế các em nhớ là các bất đẳng thức thường có tính chất đối xứng. Ở đây thầy lưu ý là có vạch chân từ thường, bởi vì không phải tất cả các bất đẳng thức người ta cho đều có tính chất đối xứng, và một số bài tập người ta có thể cho không đối xứng. Thì thầy sẽ nói về cái phần không đối xứng ở cái phần thứ hai, còn trong cái phần 1 này thì chúng ta nghiên cứu những cái bất đẳng thức nó có tính chất đối xứng. Thế vì các bất đẳng thức nó có tính chất đối xứng, vì vậy vai trò của các biến trong bất đẳng thức nó là như nhau. Do đó dấu bằng thường xảy ra tại vị trí các biến đó bằng nhau. Nếu bài toán có gắn thêm hệ điều kiện đối xứng thì ta có thể chỉ ra dấu bằng xảy ra khi các biến bằng nhau và mang một giá trị cụ thể. Chiều của bất đẳng thức lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng cũng sẽ giúp ta định hướng được cách chứng minh đánh giá từ trung bình cộng sang trung bình nhân và ngược lại. Cái quy tắc thứ hai đó là quy tắc dấu bằng. Ở đây dấu bằng trong bất đẳng thức là rất quan trọng. Nó giúp ta kiểm tra tính đúng đắn của phần chứng minh. Nó định hướng cho các em phương pháp giải dựa vào điểm rơi của bất đẳng thức. Chính vì vậy mà các em phải có thói quen tìm điều kiện xảy ra dấu bằng, mặc dù trong các kỳ thi có thể là không yêu cầu các em phải làm phần này. Cái quy tắc thứ ba cũng rất quan trọng, đó là quy tắc về tính đồng thời của dấu bằng. Ở đây rất nhiều các em học sinh khi chứng minh bất đẳng thức hay mắc sai lầm ở cái quy tắc này. Các em áp dụng liên tiếp hoặc là song hành các bất đẳng thức nhưng không chú ý đến điểm rơi của dấu bằng. Tức là mỗi bất đẳng thức lại có một cái điểm rơi khác nhau, dẫn tới là khi áp dụng song hành thì nó lại thành ra là sai. Một nguyên tắc khi áp dụng song hành các bất đẳng thức là điểm rơi phải được đồng thời xảy ra.
Em chú ý cái chỗ này nhé, phải được đồng thời xảy ra, nghĩa là các dấu bằng phải cùng được thỏa mãn với cùng một điều kiện của biến. Thế trên đây là ba cái vũ khí và ba cái quy tắc các em cần phải nhớ. Để có được cái này trong tay rồi thì chúng ta sẽ dễ dàng có thể chinh phục được các bài toán chứng minh bất đẳng thức. Chúng ta sẽ xét cái ví dụ đầu tiên. Ví dụ 1. Cho ABC là các số thực dương thỏa mãn A cộng B cộng C bằng 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A bằng A bình trên B cộng C cộng B bình trên A cộng C cộng C bình trên A cộng B. Thế chúng ta có cái phần nhận xét như sau. Thế chúng ta dựa vào cái quy tắc đối xứng thì các bạn thấy là cái biểu thức A này, các bạn thấy nó là một biểu thức đối xứng. Vai trò của ABC các biến này là như nhau. Thế ở đây thầy nhắc lại một chút về biểu thức đối xứng để cho bạn nào mà chưa nắm được thế nào là biểu thức đối xứng thì các em hiểu về cái phần này. Cái biểu thức đối xứng là cái biểu thức mà khi các em đổi chỗ các biến cho nhau thì cái biểu thức này nó vẫn không thay đổi. Ở đây thầy lấy ví dụ như là đổi chỗ A cho B này, đổi chỗ B cho C, đổi chỗ C cho A thì chúng ta vẫn thu được cái biểu thức này, nó vẫn giống như biểu thức ban đầu. Thì những cái biểu thức như thế thì người ta gọi là biểu thức đối xứng. Vì nó là biểu thức đối xứng nên là dấu bằng xảy ra khi chúng ta tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức này này thì nó sẽ xảy ra khi là các biến này sẽ bằng nhau. Đó là A bằng B bằng C. Thế thì vì A cộng B cộng C nó bằng 3 mà A bằng B bằng C nên nó sẽ bằng 1. Như vậy ở đây chúng ta xác định được điểm rơi của bất đẳng thức này, tức là dấu bằng xảy ra khi A bằng B bằng C bằng 1. Thế dựa vào cái phần này thì nó sẽ giúp cho các bạn định hướng được là chúng ta sẽ phải áp dụng bất đẳng thức Cauchy như thế nào. Thế với những cái bạn mà chúng ta mới tiếp xúc và làm bất đẳng thức thì các em thông thường sẽ mắc một cái sai lầm sau đây. Thì thầy sẽ chỉ ra cái sai lầm này trước. Thì sai lầm các em thường gặp như sau là các bạn sẽ áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số, đó là A bình trên B cộng C và B cộng C. Thế thì hai số này thì nó đều là hai số dương rồi, các em hoàn toàn có thể áp dụng được bất đẳng thức Cauchy. Thì ta có cái bất đẳng thức sau, đó là A bình trên B cộng C cộng với B cộng C sẽ lớn bằng 2 lần căn của A bình trên B cộng C nhân với B cộng C. Thế đây chính là cái bất đẳng thức Cauchy cho hai số không âm. Đây, chúng ta sử dụng cái vũ khí đầu tiên đây. Thế thì thu gọn cái phần này đi, B cộng C triệt tiêu đi, hết rồi. Căn của A bình thì nó bằng A, như vậy chỗ này chúng ta tính ra được nó bằng là 2A. Tương tự như vậy thì ta có được là B bình trên A cộng C cộng với A cộng C lớn bằng 2B. C bình trên A cộng B cộng với A cộng B lớn bằng 2C. Đây đây các em cộng vế với vế, chúng ta cộng vế trái vào. Thì chúng ta suy ra được là vế trái của chúng ta là A bình trên B cộng C này, cộng B bình trên A cộng C bình trên A cộng B cộng 2A cộng 2B cộng 2C lớn bằng, em cộng vế phải vào thì chúng ta được là lớn bằng 2A cộng 2B cộng 2C. Thì sau đó các bạn chuyển sang thì chúng ta thu được là suy ra A bình trên B cộng C cộng với B bình trên A cộng C bình trên A cộng B lớn bằng 0. Đấy, như vậy khi mà làm như thế này thì các bạn xác định được giá trị nhỏ nhất của cái biểu thức này nó là 0. Cái dấu bằng ở đây xảy ra. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi đó là A bình trên B cộng C. Tức là khi áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số A bình trên B cộng C và B cộng C
thì dấu bằng xảy ra thì hai thằng này phải bằng nhau. Tức là A bình trên B cộng C bằng B cộng C. Tương tự như vậy, B bình trên A cộng C nó bằng A cộng C. C bình trên A cộng B nó bằng A cộng B. Thế thông thường là các bài toán chứng minh nếu như không yêu cầu dấu bằng xảy ra ấy, các bạn có thể không cần chỉ ra là dấu bằng xảy ra, nhưng các bạn sẽ dẫn tới dễ bị mắc sai lầm thế này. Là các bạn sẽ kết luận giá trị nhỏ nhất của cái biểu thức này nó là không, nhưng thực tế thì nó lại không phải là như vậy. Ở đây chúng ta xem sai lầm nó ở chỗ nào. Cái sai lầm ở đây là cái dấu bằng xảy ra khi A bằng B bằng C bằng 1, như chúng ta đã dựa vào cái quy tắc là đối xứng với quy tắc dấu bằng để chúng ta định hướng cách làm. Ở đây A bằng B bằng C nó bằng 1 cơ. Bây giờ chúng ta sẽ thay vào đây xem sao. Ở đây A bằng 1 là 1 bình này, B cộng C là 1 cộng 1 bằng 2, như vậy là 1 phần 2. Ở đây B cộng C nó bằng 1 cộng 1 là bằng 2. Đấy, như vậy các bạn thấy là cái dấu bằng xảy ra đây nó không phải là A bằng B bằng C bằng 1. Như vậy điểm rơi ở đây là không phải. Đấy, các bạn dẫn tới là cái phép chứng minh này là hoàn toàn phá sản, nó bị sai lầm. Thế ở đây sai lầm là vì các em sử dụng, không phải là sử dụng sai cái bất đẳng thức Cauchy. Các em nhận đây, ở ba cái phần áp dụng này các bạn thấy là đều sử dụng đúng cả, nhưng vấn đề ở đây là các em không theo quy tắc. Đấy, chúng ta theo phải theo quy tắc dấu bằng, quy tắc đối xứng là dấu bằng xảy ra khi nào, điểm rơi xảy ra khi nào, nó phải chính xác. Thế cũng giống như trong cuộc sống mà các em thấy là nếu như chúng ta hành động mà không theo nguyên tắc thì người ta gọi là múa dối. Thế trong chứng minh bất đẳng thức mà chúng ta cũng không áp dụng theo quy tắc thì cái phần chứng minh của chúng ta là nguy cơ chúng ta làm sai là rất lớn. Thế nên cái gì thì cũng cần phải có quy tắc của nó. Thế thì ở đây chúng ta cần phải áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số nào để cho điểm rơi của nó phải xảy ra dấu bằng là A bằng B bằng C bằng 1. Thế chúng ta sẽ phân tích như sau. Ở đây ta phải áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số, đó là A bình trên B cộng C và một cái số nữa là B cộng C trên K. Ở đây K chưa biết các em nhé, và chúng ta sẽ đi tìm cái số K này. Thế cái sơ đồ điểm rơi như sau. Ở đây là làm sao cho A bằng B bằng C nó phải bằng 1. Và khi áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số này thì dấu bằng xảy ra nó sẽ là khi hai số thì bằng nhau. Tức là A bình trên B cộng C nó bằng B cộng C trên K. Thế giải cái hệ này, các bạn sẽ thay A bằng B bằng C bằng 1 thì xuống đây. A bằng 1 này, B cộng C là bằng 2 này. Ở đây B cộng C bằng 2 trên K, như vậy chúng ta sẽ suy ra được là 1 phần 2 bằng 2 trên K. Và từ đó các bạn nhân chéo lên thôi, chúng ta suy ra được đó là K bằng 4. Như vậy chúng ta sẽ áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số, đó là A bình trên B cộng C và B cộng C trên 4. Thì đây chính là cái kỹ thuật chọn điểm rơi trong bất đẳng thức Cauchy. Từ đó chúng ta có cái cách làm như sau. Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số dương là A bình trên B cộng C và B cộng C trên 4. Ta có A bình trên B cộng C cộng với B cộng C trên 4 sẽ lớn hơn hoặc bằng 2 lần căn của A bình trên B cộng C nhân với B cộng C trên 4. Chúng ta triệt tiêu B cộng C đi. Căn của A bình thì bằng A, căn của 4 thì đưa ra là 2, như vậy 2 hết triệt tiêu đi. Như vậy ở đây chúng ta tính toán được nó bằng A thôi. Như vậy A bình trên B cộng C cộng B cộng C trên 4 lớn hơn hoặc bằng A. Tương tự ta có là B bình trên A cộng C cộng với A cộng C trên 4 sẽ lớn bằng B. C bình trên A cộng B cộng với A cộng B trên 4 lớn bằng C.
Vậy là chúng ta làm hoàn toàn tương tự như cái áp dụng cho cái thằng ban đầu này. Đây là cosi cho hai số công âm thì chúng ta thu được kết quả như này. Sau đó thì các bạn sẽ cộng từng vế với vế thì chúng ta thu được như sau. Suy ra là A bình trên B cộng C cộng với B bình trên A cộng C cộng với C bình trên A cộng B cộng với, ở đây các bạn thu mẫu chung là 4 này, em cộng các tử vào với nhau chúng ta thu được là A cộng B cộng C trên trên 2. Vế phải lớn bằng A cộng B cộng C. Từ đó chúng ta suy ra được là A bình trên B cộng C cộng với B bình trên A cộng C cộng C bình trên A cộng B lớn hơn hoặc bằng A cộng B cộng C trên 2. Từ đó các bạn thay A cộng B cộng C đề bài để cho là bằng 3 thì chúng ta suy ra được là A bằng A bình trên B cộng C cộng B bình trên A cộng C cộng C bình trên A cộng B lớn bằng 3 phần 2. Thế thì 3 phần 2 này nó mới chính là giá trị nhỏ nhất của cái biểu thức A này chứ không phải là không. Ở đây dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi là A bình trên B cộng C bằng B cộng C trên 4, B bình trên A cộng C bằng A cộng C trên 4 và C bình trên A cộng B bằng A cộng B trên 4. Thế thì việc giải cái này là hết sức đơn giản và chúng ta thu được cái kết quả là tương đương với A bằng B bằng C bằng 1. Sau đó các bạn kết luận là vậy giá trị nhỏ nhất của A là 3 phần 2 tại A bằng B bằng C bằng 1. Như vậy cái việc các bạn nhận xét xem dấu bằng xảy ra khi nào, ở đây cụ thể là A bằng B bằng C bằng 1, nó sẽ giúp cho các em định hướng là chúng ta cần phải áp dụng bất đẳng thức Cauchy như thế nào cho nó hợp lý. Để sử dụng những cái quy tắc để chúng ta không bị mắc phải những cái sai lầm. Chúng ta cùng chuyển sang cái ví dụ số 2. Ví dụ 2. Cho ABC là các số thực dương thỏa mãn A cộng B cộng C bằng 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức B bằng A trên B cộng C cộng B trên A cộng C trên A cộng B. Thì cái bất đẳng thức này là bất đẳng thức rất là quen thuộc. Đó chính là bất đẳng thức Nesbit đối với trường hợp n bằng 3. Thì hiện nay cái để chứng minh cái bất đẳng thức này thì nó có cỡ khoảng là gần 50 cách chứng minh. Gần 50 cách các em nhé, gần 50 cách chứng minh cái bất đẳng thức Nesbit này. Tuy nhiên thì trong cái chuyên đề này thì thầy sẽ hướng dẫn cho các em cái cách chứng minh bất đẳng thức Nesbit này bằng phương pháp áp dụng bất đẳng thức Cauchy. Còn những cái cách chứng minh khác thì chúng ta sẽ nói ở cái một cái chuyên đề khác. Ở đây chúng ta nhận xét là biểu thức B lớn này cũng là một biểu thức đối xứng. Vai trò của các biến ABC nó là như nhau. Do đó dấu bằng xảy ra khi là A bằng B bằng C và bằng 1 phần 3. Ở đây A bằng B bằng C mà A cộng B cộng C nó lại bằng 1, nên là ba thằng này mỗi thằng bằng 1 phần 3. Thế thì ở đây ta phải áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số nào? Cái nhìn thì đối với cái bài 2 này nó rất giống với cái bài 1. Em có thấy thế không? Đó là cái mẫu giống B cộng C thì A cộng C, A cộng B giống như cái bài 1. Nhưng các bạn lưu ý là cái với cái ví dụ 1 ấy thì ở đây nó là A bình, ở đây là B bình, ở đây là C bình. Thì khi chúng ta áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số ấy, thì cái việc ra A, ra B, ra C nó rất là dễ. Nhưng ở đây nó lại là A. Nếu như các em mà lại áp dụng mà bất đẳng thức Cauchy cho hai số là A trên B cộng C và B cộng C như lúc nãy ấy,
trên K ấy, thì các bạn sẽ thấy là nó vẫn còn là hai căn A, và như vậy nó làm cho bài toán là trở nên phức tạp. Thế thì ở đây chúng ta sẽ áp dụng Cauchy như thế nào để chúng ta có thể sử dụng được cái giả thiết ở đây là A cộng B cộng C bằng 1, mà chúng ta lại biết điểm rơi ở đây là dấu bằng xảy ra là A bằng B bằng C lại bằng 1 phần 3. Thế chúng ta sẽ áp dụng cho hai số như sau. Số thứ nhất là A trên B cộng C, và số thứ hai là A nhân với B cộng C trên K. Thì nó có sự khác biệt các em nhé. Ở cái ví dụ 1 ấy chỉ là B cộng C trên K thôi, bởi vì ở đây nó có A bình chúng ta khai căn được. Ở đây chúng ta nó khác đi, ở đây có một mình A thôi, thì chúng ta sẽ thêm vào đây là A nhân B cộng C, để lúc nữa A nhân A thì nó sẽ thành là A bình. Thì ta sẽ có cái điều sau là sơ đồ điểm rơi như sau. Ở đây là A bằng B bằng C phải bằng 1 phần 3. Và khi áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số này thì hai số này nó phải bằng nhau. Tức là dấu bằng xảy ra khi A trên B cộng C nó sẽ bằng A nhân B cộng C trên K. Bây giờ chúng ta sẽ giải nó ra để tìm K. Thì các em chỉ việc thay A đây bằng 1 phần 3, B bằng C bằng 1 phần 3 thì em cộng vào đây. Ở đây cũng vậy thay vào. Thì các em suy ra được là 1 phần 2 nó sẽ bằng 2 trên 9K. Và từ đó các bạn suy ra được K đây nó sẽ bằng 4 phần 9. Như vậy là xác định xong K. Các em thay vào đây. Như vậy chúng ta sẽ có cách làm như sau, đó là áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số là A trên B cộng C và A nhân B cộng C chia cho 4 phần 9. Các em nhân ngược lên nó sẽ là 9 nhân A nhân B cộng C trên 4. Ta có cách làm như sau. Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số dương là A trên B cộng C và 9A nhân B cộng C trên 4. Ta có là A trên B cộng C cộng với 9A nhân B cộng C trên 4 sẽ lớn hơn hoặc bằng 2 nhân căn của A trên B cộng C nhân với 9A nhân B cộng C trên 4. Thế thì thu gọn cái này đi. Em thấy B cộng C đây hết rồi. 9 đưa ra khỏi căn là 3 này, 4 đưa ra là 2. A nhân A là A bình này, như vậy căn A bình thì nó sẽ là A. Như vậy chúng ta thu được ở đây nó còn lại là bằng 3A. Đấy, như vậy là ở đây các em đã hiểu tại sao mà chúng ta lại áp dụng nó khác so với ví dụ 1. Đó là chúng ta phải thêm A nhân B cộng C. Để khi chúng ta ở đây thì trong cái tích này A nhân A nó sẽ thành A bình và chúng ta khai căn được. Tương tự như vậy. Thì ta có là B trên A cộng C cộng với 9B nhân với A cộng C trên 4 lớn hơn hoặc bằng 3B. C trên A cộng B cộng với 9C nhân A cộng B trên 4 lớn bằng 3C. Từ đó các bạn cộng vế với vế chúng ta suy ra được. Suy ra là A trên B cộng C cộng B trên A cộng C cộng C trên A cộng B cộng với 18 nhân với AB cộng BC cộng AC trên 4 lớn bằng, vế phải là 3 nhân A cộng B cộng C. Thế thì đến đây chúng ta chưa thể làm như cái bài tập số 1, ví dụ 1 là chúng ta chuyển sang chúng ta áp dụng luôn được là thay A cộng B cộng C vào, bởi vì ở đây nó lại vướng một cái khó khăn. Cái chỗ này nó làm cho bài toán trở nên khó khăn hơn này. Đó đây là 18 nhân với AB cộng BC cộng AC trên 4. Đấy, chỗ này nó làm cho mình sẽ vất vả hơn đây. Thế chúng ta sẽ phải sử dụng một cái bất đẳng thức khác nữa, tức là sử dụng song hành một cái bất đẳng thức. Làm sao để có thể sử dụng liên quan tới A cộng B cộng C để chúng ta thay vào. Thì các bạn nhớ là khi mà áp dụng song hành một cái bất đẳng thức thì chúng ta lại phải nhớ tới quy tắc song hành. Đó là sử dụng bất đẳng thức gì thì sử dụng,
Nhưng khi dấu bằng xảy ra thì nó phải đồng thời với những cái bất đẳng thức chúng ta đã sử dụng ở phía trên này. Đó làm sao để cho A bằng B bằng C, nó phải bằng 1 phần 3. Thế chúng ta có cái bất đẳng thức sau. À, chúng ta có cái bất đẳng thức là AB cộng BC cộng AC nhỏ hơn bằng A cộng B cộng C tất cả bình phương trên 3. Thế đây là một cái bất đẳng thức rất là cơ bản rồi, bất đẳng thức chúng ta rất hay sử dụng thì nó rất là dễ rồi. Thì thầy lưu ý là khi các em trong quá trình làm bài thi, làm bài kiểm tra thì chúng ta phải chứng minh cái bất đẳng thức này trước rồi chúng ta sử dụng. Thì chứng minh nó chỉ khoảng là 2 dòng thôi, cũng không, không dài lắm. Thì chúng ta có được cái điều này và chúng ta sẽ thay vào đây. Vì AB cộng BC cộng AC nhỏ bằng A cộng B cộng C tất cả bình trên 3 nên chúng ta suy ra được là A trên B cộng C cộng với B trên A cộng C cộng với C trên A cộng B sẽ lớn hơn hoặc bằng 3 nhân A cộng B cộng C trừ đi 9 nhân A cộng B cộng C tất cả bình phương trên 6. Ở đây thầy giải thích một chút. Ở đây thầy ở chỗ này là chúng ta trừ đi 9 nhân AB cộng BC cộng AC trên 2. Mà AB cộng BC cộng AC lại nhỏ hơn A cộng B cộng C tất cả bình trên 3. Nên chúng ta thu được cái điều này. Ở đây thay 2 nhân 3 nó sẽ là 6. Trên tử này chúng ta đưa thành 9 nhân A cộng B cộng C tất cả bình. Đến đây thì các em có thể sử dụng được cái giả thiết là A cộng B cộng C bằng 1 rồi. Thì các bạn thay vào. Ở đây chúng ta sẽ suy ra được là B bằng A nhân B cộng C cộng B trên A cộng C trên A cộng B lớn bằng 3 phần 2. Như vậy thầy vừa trình bày xong cái phần chứng minh cái bất đẳng thức nét vít với trường hợp n bằng 3. Thì cái cách này so với một số cái cách khác thì nó khá là dài. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta đang nói tới cái việc đó là sử dụng bất đẳng thức Cauchy, và chúng ta đang nói tới kỹ thuật chọn điểm rơi, nên là chúng ta lựa chọn cái cách này để minh họa cho cái phần là chúng ta chọn điểm rơi. Thế vừa rồi thì chúng ta đã làm 2 cái bài tìm giá trị nhỏ nhất. Ở đây các bạn kết luận nữa đi. Dấu bằng xảy ra đã. Dấu bằng xảy ra đây khi và chỉ khi là A trên B cộng C nó sẽ bằng 9A nhân B cộng C trên 4. Cái bất đẳng thức thứ hai dấu bằng xảy ra là B trên A cộng C bằng 9B nhân A cộng C trên 4. Bất đẳng thức thứ ba dấu bằng là C trên A cộng B bằng 9C nhân A cộng B trên 4. Cái bất đẳng thức thứ tư đó là A bằng B bằng C. Thế khi giải cái toàn bộ cái hệ điều kiện này ra thì các bạn thấy là nó đều thỏa mãn, đó là A bằng B bằng C bằng 1 phần 3. Và chúng ta kết luận là vậy giá trị nhỏ nhất của B là 3 phần 2 tại A bằng B bằng C bằng 1 phần 3. Thì các em nhớ cái quy tắc đó là quy tắc song hành. Khi sử dụng song hành các bất đẳng thức thì dấu bằng phải xảy ra đồng thời. Ở đây tất cả các bất đẳng thức này đồng thời xảy ra khi A bằng B bằng C và bằng 1 phần 3. Thì trên đây là 2 cái bài tìm giá trị nhỏ nhất. Bây giờ chúng ta làm thêm một cái bài tập, đó là tìm giá trị lớn nhất đi. Chúng ta chuyển sang cái bài ví dụ thứ ba là cho ABC là các số thực dương thỏa mãn A cộng B cộng C bằng 2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức. Đây cho biểu thức C đi. C bằng căn A cộng B cộng với căn B cộng C cộng với căn C cộng A. Thì các bạn thấy là chúng ta cũng có được cái biểu thức C này là một biểu thức đối xứng. Thì vai trò của ABC là như nhau. Do đó dấu bằng xảy ra khi là A bằng B bằng C bằng 2 phần 3. Tức là điểm rơi ở đây. Dấu bằng xảy ra là A bằng B bằng C bằng 2 phần 3. Thì từ đó chúng ta có cái định hướng sẽ áp dụng cái bất đẳng thức Cauchy như sau. Ta phải áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số
đó là số A cộng B và một số K. Thầy không nói những cái phần sai lầm nữa. Thì một số bạn là khi làm là chúng ta sử dụng luôn là A cộng B và 1. Làm là nó sẽ không đúng, bởi vì điểm rơi nó sẽ không ra là A bằng B bằng C bằng 2 phần 3, mà chúng ta sẽ phải áp dụng với một số K. Ở đây K chưa biết là chúng ta phải đi tìm nó. Thế thì tìm nó như thế nào? Thì chúng ta sẽ lại dựa vào cái sơ đồ điểm rơi. Đó là ở đây chúng ta cho A bằng B bằng 2 phần 3, điểm rơi A bằng B bằng 2 phần 3. Và khi áp dụng Cauchy cho hai thằng này thì hai thằng này nó phải bằng nhau, tức là A cộng B phải bằng K. Thì chúng ta chỉ việc B hai thằng này thay xuống đây thôi, 2 phần 3 cộng 2 phần 3. Từ đó các bạn suy ra đó là K nó bằng 4 phần 3. Vậy đây rất dễ dàng là chúng ta sẽ áp dụng Cauchy cho hai số đó là A cộng B và 4 phần 3 là bài toán được giải quyết. Thì chúng ta có cái cách làm như sau. Áp dụng bất đẳng cước Cauchy cho hai số dương là A cộng B và 4 phần 3. Thì ta có là A cộng B cộng 4 phần 3 sẽ lớn hơn 2 lần nhân với căn A cộng B nhân 4 phần 3. Thế các bạn đưa 4 ra bên ngoài thì chúng ta thu được, đưa 3 ra là chỗ này nó sẽ bằng 4 trên căn 3. 4 đưa ra là 2 nhân 2 là 4, đưa ra là căn 3, 4 trên căn 3 nhân với căn A cộng B. Tương tự như vậy, chúng ta có cái bất đẳng thức tiếp theo là B cộng C cộng 4 phần 3 lớn hơn hoặc bằng 4 trên căn 3 nhân với căn B cộng C. Thì đây đều là sử dụng cái vũ khí là đầu tiên các em nhé, là bất đẳng thức Cauchy cho hai số không âm đấy. Và C cộng A cộng 4 phần 3 lớn bằng 4 trên căn 3 nhân với căn C cộng A. Đây các em cộng với các em suy ra được đó là 4 trên căn 3 nhân với mở ngoặc là căn A cộng B này, căn cộng căn B cộng C cộng căn C cộng A sẽ luôn nhỏ hơn bằng 2 lần mở ngoặc nhân A cộng B cộng C và cộng với 4. Ở đây tại sao lại có 4? Bởi vì là 4 phần 3 này cộng 4 phần 3 là 8 phần 3, cộng 4 phần 3 nữa là 12 phần 3, như vậy là nó thành 4. Từ đó các bạn suy ra là 4 chia căn 3 nhân với căn AB cộng căn B cộng C cộng với căn C cộng A sẽ nhỏ hơn bằng 8. Bởi vì đề bài cho chúng ta là A cộng C cộng B bằng 2 mà. 2 nhân 2 là 4, cộng 4 là 8. Rồi các em suy ra là C nó sẽ bằng căn A cộng B cộng căn B cộng C cộng căn C cộng A sẽ nhỏ nó bằng 8 căn 3 chia 4. Và nó bằng 2 căn 3. Như vậy giá trị lớn nhất của biểu thức C ở đây nó là bằng 2 căn 3. Dấu bằng xảy ra khi nào? Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi bất đẳng thức thứ nhất là cho hai thằng A cộng B phải bằng 4 phần 3. Bất đẳng thức thứ hai là cho thằng B cộng C bằng 4 phần 3. Bất đẳng thức thứ ba là cho A cộng C bằng 4 phần 3. Thì việc giải cái hệ này là rất đơn giản. Các em thu được đó là A cộng B cộng C bằng 2 phần 3. Và các em kết luận là vậy giá trị lớn nhất của C là 2 căn 3 tại A bằng B bằng C bằng 2 phần 3. Thế thì dựa vào ba cái bài tập minh họa này thì các em tự luyện cho thầy một số cái bài tập sau. Bài 1 là cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn x nhân y nhân z bằng 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A bằng x bình trên y cộng z cộng y bình trên x cộng z
cộng z bình trên x cộng y. Thì cái bài này các em thấy nó gần giống với cái ví dụ một mà thầy hướng dẫn cho các em rồi. Tuy nhiên là ví dụ một đó là x cộng y cộng z bằng 1, thì ở đây là thay là x nhân y nhân z bằng 1. Bài 2, cho a lớn bằng 2, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức b bằng a cộng 1 trên a. Bài 3, cho a lớn bằng 2, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức c bằng a cộng 1 trên a bình. Bài 4, cho abc lớn 0, a cộng b cộng c nhỏ bằng 3 phần 2, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức s bằng a cộng b cộng c cộng 1 trên a cộng 1 trên b cộng 1 trên c. Thế đây là bốn cái bài tập các em về nhà, các em cố gắng chúng ta tự luyện dựa vào ba cái bài tập minh họa mà thầy đã hướng dẫn cho các em. Nếu có khó khăn gì thì các bạn nhắn tin để thầy sẽ hướng dẫn thêm cho các em. Tiết học đến đây là kết thúc. Thầy xin chúc tất cả các em luôn mạnh khỏe, thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video tiếp theo.